Hello anh em ha, giờ này khuya vẫn quay clip cho anh em. Anh em chào mừng anh em đến kênh của Minh Baker. Thì clip này quay mình edit từ từ. Mục đích là để nói cho anh em biết là đi xe phải bảo dưỡng thường xuyên. Không bảo dưỡng thường xuyên là nó sẽ rất hại. Giống như chiếc xe này, em trai này không có mua bên mình, nhưng mà đã xem clip bên mình lâu rồi, năn nỉ mình giúp thì mình giúp. Thì xe này á là do không bảo dưỡng thường xuyên. Hậu quả là xe mới đi rất là ít, nhưng mà nó hư rất là nhiều. Đó. Thì trước mắt là anh em thấy không, chiếc xe rất là gớm. Anh em nhìn kỹ nha, chiếc xe rất là gớm. Rồi anh em sẽ coi cuối clip là con xe nó sẽ hoàn thiện nha. Đất đỏ, xi măng gì nó dính nè. Cái này rất là khó tẩy nha anh em. Cái này rất là khó tẩy. Thậm chí cổ bô bên trong là anh em thấy không, nó bám vậy là nó sẽ không có còn chất cách nhiệt anh em. Lớp cách nhiệt, lớp chịu nhiệt anh em. Đó, đi nè, đó, rất là xấu. Anh em nhìn kỹ nha, chiếc xe cực kỳ xấu luôn. Mặc dù cái mẫu R15V4 này nó chỉ mới ra đây thôi, nhưng mà hiện tại là rất là xấu. Con này là V4 nha anh em. V4 cái đồng hồ nó khác là R15M. Ok chưa? Rất là xấu và rất là gớm. Hậu quả của việc mà không bảo trì bảo dưỡng thì sơn nó sẽ mau hư nè anh em thấy không? Sơn nó mòn hết rồi, vậy là mòn hết rồi. Đi nó lắc. Rồi máy móc nữa, nó không còn ngon. Máy móc nè. Anh em nghe tiếng máy nè. Nó sạc. Và con này bây giờ mình sẽ... Thứ nhất là mình sẽ rã ra hết anh em. Rã ra hết. Thì những xe mình nhận làm á, chỉ là những xe bên mình có bán, tại vì bên mình trước khi bán bên mình cũng rã ra, bên mình vệ sinh vậy đó. Thì con này trước mắt thì mình phải đi cho nó đúng cái dòng nhớt, rồi vô bộ nhông sinh dĩ có phốt nè đó, rồi thay lọc, rồi vệ sinh hết, tháo ra hết. Tại cái này thì nó vô tới trong rồi nè, phải tháo ra hết, vệ sinh hết rồi làm đẹp em nó lại. Đặc biệt là phải cho em nó một cái bảo vệ cái nước ha, chứ để gì là nó lủng hết đó. Và nếu như cái này mà trà nó hư thì sẽ phủ lại lớp cách nhiệt chỗ cái bô. Cái này là quá lâu rồi anh em, đi không biết bảo dưỡng. Ốc tán thì còn mới nữa anh em, xác nhận ốc tán còn mới, nhưng mà do xe này đi cày quá nhiều cho nên nó xuống. Chứ ốc tán con này thì mới, mình nghĩ là mới 1-2 năm nay thôi, không có cũ đâu. Đó, thì em này subscribe kênh mình nhiều thì mình hỗ trợ thôi anh em. Đó. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề bảo hành trọn đời là sao. Như con xe này nè, mình sẽ nói một clip riêng là chủ trước á, mua bên mình, nhưng mà chủ trước bán cho bạn của chủ trước, bạn của chủ trước bán cho người khác, nhưng bây giờ người ta vẫn qua đây, mình vẫn bảo hành trọn đời. Bảo hành trọn đời là sao anh em? Có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ thay thế phụ tùng và lâu lâu rửa full xe với giá mà mình bán ra, giá mình hỗ trợ đó anh em. Chứ không phải bảo hành trọn đời là anh em đi cái nét cái xe qua tôi sửa miễn phí, không có nha. Kể cả hãng anh em tới kỳ bảo dưỡng thì người ta vẫn lấy tiền anh em bình thường nha anh em nha, thậm chí là mắc hơn luôn. Như ở đây là phuộc anh này á, là BC Ford phuộc, thì mình vẫn thay anh em có mấy trăm thôi, đối với điều kiện xe đi bên mình có mấy trăm ngàn thôi là cây phuộc ngon lành lại thôi ha. Rồi rửa full xe cũng có mấy trăm ngàn thôi đó. Đó là xe mua mình sẽ được những cái ưu đãi đó, hoặc là thay những cái phụ tùng lặt vặt là sẽ là được giá thấp nhất, tại mình làm nhiều năm xe trong ngành mình biết lấy phụ tùng ở đâu rẻ đó. Còn anh em vô hãng thì hả, sẽ mắc tiền triệu thôi nha anh em nha, không có tiền trăm đâu. Ở như xe này đã mua bên mình là mình đã làm full xe nè, anh thấy đẹp không? Đó, làm full xe đó, thấy đẹp không? Từng cái vỏ thì cái xe này nè sẽ biến quá giống vậy, và đặc biệt phải đi cái dòng nhớt phù hợp anh em. Không phải cái nhớt nào cũng bỏ vô được đâu anh em. Hầu như cái xe này đi bên mình nè, trải qua 3 đời chủ rồi, chiếc xe vẫn còn càng anh em thấy chưa? Đó là có nghĩa là khi bạn chủ này không bán lại cho mình nha anh em. Anh em nhớ, bạn chủ này không bán lại cho mình, bạn chủ này bán cho người bạn qua mình vẫn bảo trì anh em nha. Rồi người bạn này chia lại cho người bạn khác, và người bạn này vẫn nói là bên mình đi bảo trì ngon cho nên vẫn qua mình luôn, và không đi đâu hết nha anh em. Không đi đâu hết và mình vẫn hỗ trợ anh em. Mặc dù anh em bán cho người khác nhưng mà mình vẫn hỗ trợ anh em với cái điều với là bảo hành trọn đời đó. Đó có nghĩa là những cái chi phí phụ kiện nó sẽ rất là rẻ, và mình hầu như miễn phí công luôn cho anh em. Đó mới gọi là bảo hành trọn đời nha anh em. Đó, còn đương nhiên là máy móc anh em đi thời gian nó hư thì bắt buộc mình phải thay thế sửa chữa rồi. Xe này hầu như là 3 năm rồi nha anh em, chưa có hỏng cái gì hết anh em. Đó, tại vì bên mình đi bảo dưỡng đúng dòng nhớt, đúng lọc, rồi vỏ đồ là mình vô đúng hết.
rồi phuộc rồi đó. Ảnh đi cái này á, là cái phuộc này nè, để cho bữa mình nói clip sau, cái này dài quá, hư cái clip này. Rồi thì bây giờ mình tập trung con này đây, cái này mình sẽ nói cái clip sau đó, tập trung con này thì anh em cứ nhìn kỹ nha, chiếc xe rất là gớm luôn đó. Mình có clip lấy tận nhà luôn nha, em trai này có điều kiện kêu mình tới tận nhà luôn, trả tiền bán tải cho mình luôn đó, tới tận nhà lấy luôn đó. Đi đi gì là dễ hư xe anh em, mình không có khuyên đi như vậy nha anh em nha. Anh em không có thời gian thì lâu lâu phải bảo trì lần chứ đi như vậy là hư hết. Đất cát đồ nó đóng nè, không có cách nhiệt được, không có tản nhiệt được là máy rất là mau nóng. Rồi điện đớm rồi nó mất rồi mau mau xuống nha anh em. Mình không có khuyên đi vậy đâu. Đó, rồi ok anh em ha. Sẽ coi màn lột xác cho em này. Thì em này mình sẽ lên thêm một cái giá đỡ điện thoại nữa nè ha. Rồi, bảo vệ các nước là chắc chắn phải lên rồi. Rồi sẽ vô nhớt, rồi vô lọc, rồi vô bộ nhông sinh dĩ là ngon thôi. Đó, xe quá dơ, xe này tẩy rồi, cái này là lâu năm luôn anh em. Lấy tay là chà không ra rồi nè, tay là chà rất là khó ra, nó in vô lâu năm rồi anh em. Cái này cũng rất là cực cho mấy anh em thợ nè ha. Đó, cái này là mới thì còn ok, còn cái này là quá lâu năm. Đó, đất nó đóng gì nè thì sao mà tản nhiệt được anh em. Ok anh em, xem cái clip em nó đẹp nha anh em. Còn cái bí quyết rửa thì mỗi nơi có mỗi bí quyết riêng, thì bên mình rửa anh em mình chia sẻ luôn, phải có những cái dung dịch riêng biệt, dung dịch nha anh em, và phải biết rửa nha, không biết rửa là nó hư điện hết á anh em. Anh em đừng hết rửa tại nhà, khuyên anh em luôn, nhiều loại dung dịch lắm, khoảng gần 7-8 loại dung dịch mới tẩy được cái con xe nha anh em nha. Vỏ là riêng nè, nhám là riêng, phuộc là riêng, dây điện là riêng. Dây điện là không phải là mình tháo ra mình xịt nước trực tiếp đâu anh em, băng bó kỹ càng rồi mình xịt bằng một cái dung dịch kia, không phải là nước. Nói chung là phải có kinh nghiệm anh em, và khi mà anh em mua xe mình rồi thì bên mình làm giá rất là tốt. Còn trừ khi anh em ở ngoài thôi thì mình lấy giá cao hơn chút xíu nha anh em nha. Đó, nhưng mà anh em muốn biết cái dung dịch nào mà khi mà anh em đã qua rửa xe bên mình thì bên mình có chụp hình lại hết. Những anh em làm dịch vụ bên mình là bên mình nó có chụp hình lại hết, là chỗ đó rửa cái gì, chỗ này làm cái gì, chỗ này sử dụng cái gì, là anh em yên tâm. Tại chiếc xe của anh em yêu quý là mình cũng yêu quý nha anh em nha. Rồi anh em đón chờ xem cái clip xe nha anh em nha. Rồi anh em, sau bao nhiêu ngày vất vả thì cuối cùng là cũng hoàn thiện xong em nó. Thì mục đích cái clip này hôm nay là nhắn gửi đến em là xe mình phải biết bảo trì bảo dưỡng. Nếu như mình không bảo trì bảo dưỡng này đi nó sẽ không có ngon, và cứ cắm đầu đi như vậy thì nó sẽ mau khấu hao, nó khấu hao rất là nhiều. Và ở đây bạn chủ xe mới tập chơi, bạn nó yêu cầu mình thay rất là nhiều thứ, nhưng mà mình với lại bạn kỹ thuật viên bên mình thấy có một số thứ nó cũng không có cần đáng để thay, tại chỉ cần chỉnh lại thôi, tại bạn này mới chơi xe chưa có rành. Mà nếu như mình thay thì bên mình thay thì có tiền thôi anh em, nhưng mà mình thấy nó vẫn còn ngon nên bên mình bảo trì bảo dưỡng với điều kiện là cái gì còn ngon thì giữ lại anh em, thay nó phí. Em vô đây okay. Đây là em Thành, là phụ trách làm con xe này dưới sự chỉ hướng dẫn của mình. Thì em thấy con xe này là nó một phần là nó gọi là nó xuống cấp là do đâu? Thứ nhất là do bạn chủ xe này mới chơi đó, có thể bạn chưa có quen chạy cái côn tay đó, thì mới về thì bạn kêu là thay một số thứ, nhưng mà em kiểm tra đó thì em thấy nó còn xài được, ví dụ như dây con nè 4 tháng trước sau bạn kêu thay, nhưng mà em kiểm tra em thấy còn được thì em vệ sinh lại cho bạn chạy đó. Còn cái nhông sinh dĩa đó thì em thấy là mình nên thay, cho nên là em có nói rồi đây là nè, quay qua đây mình mới nhông. Thay bộ nhông sinh dĩa thì anh thấy cái bộ nhông sinh dĩa này thay hợp lý, tại vì bạn chạy á bạn rất là phá đúng không, bạn không có bảo dưỡng. Anh có quay cái clip trước rồi là nó anh em không bảo dưỡng, anh em không có rửa là nó bị dính đất nhiều. Rồi nó dơ, rồi mình chạy nó ma sát, cái cọng sên nó không có được trơn chu. Với lại cái sên trước là sên zin của nó là không có phốt. Đúng rồi. Bây giờ mình vô bộ sên này có phốt, nhưng mà cái sên có phốt này nè. Mà nếu mà đi mà giống, nếu mình sẽ dặn mà nhú xe, nếu mà đi ẩu giống như trước á là nó sẽ mau hư hơn là sên không có phốt. Nó bị chết mắt nữa. Đúng rồi, tại sên có phốt là phải bảo trì kỹ, tại vì đi rất là êm. Em quay bánh này, rất là êm luôn. Đó, rất là êm. Như cái bố thắng nữa. Cái bố thắng thì là nó bị cứng, chạy tại vì sình đất nó vô á. Đúng rồi.
nó bị cứng, nó dính thì bạn không biết thì bạn kêu thay luôn một cặp trước sau, mà em kiểm tra em thấy còn được, bố nó còn dày, đĩa còn láng thì em vệ sinh lại cho bạn hai cái trước sau thì giờ là xe nó im rồi. Chứ là, không có gì hết. Thì nói chung là cái gì đáng thay là thay, chứ thay thì nó phí anh em. Bên mình làm cái gì đúng rồi thôi. Nó thì kiểm tra toàn bộ con xe này vệ sinh thấy cũng cực ha, nó dơ từ đây vô trong cục máy luôn. Đất đỏ không? Đất đỏ không? Anh em nên nhớ nha. Bên trong bên ngoài hết. Cái đất đỏ mà đất đỏ ở dưới khu vực mấy khu vực đó đó là khó ra. Nè bên trong nè. Vệ sinh bên trong bên ngoài hết luôn. Vệ sinh từng cái cái gì? Cái đồ nghề luôn. Tôi dứt rồi vệ sinh hết luôn, tại nó dính bay vô dơ lắm anh em. Thì con này là con R15 V4 nha anh em, bản M khác, V4 khác. Thì đó đã bảo trì xong cho một cái em mới chơi xe, cũng chơi không biết bảo dưỡng. Thì bây giờ sẵn clip này là hướng dẫn cho anh em bảo dưỡng luôn. Thì trước ở trong đây không có cái bảo vệ các nước. Bạn nó đi sau đó đá văng vô hư mấy cái lá này hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới cái chức năng đâu. Mấy cái lá đó chỉ mấy lá nhôm thôi, nó lủng nó mớp thôi, nhưng mà nó không có đẹp mắt. Thì mình gắn cái này vô cho nó thẩm mỹ nè, rồi nó khỏi bị ABCD XYZ thì đó đó. Rồi xe mình bảo dưỡng là mình rửa full, rồi mình dưỡng lại từng cái vỏ vàng áo, là mình dưỡng lại hết, dưỡng lại sạch sẽ cho em trai đó. Em quay dòng xe cho em trai đây đó, anh em có thể coi. Rồi ở đây là cameraman có gắn cho một cái giá đỡ điện thoại nè, đó, để đi rồi dễ nhìn đường, mới chơi xe dễ nhìn đường. Vậy là xong. Rồi thứ còn cái nữa là nhớt. Nhớt hình như vô nhớt xe quay rim sao đó đúng không? Nhớt nó đen mà nó sao á? Nhớt nó không có đúng cái cách nhớt của nó, mình chạy xe nó không có mạnh, đúng nó rồi. Mà hư máy nữa. Nó tổn máy lắm. Ví dụ xe 155 mà đổ nhớt của quay 100 vô chạy vẫn bình thường, không có hư. Nhưng mà nó không có cho mình cảm nhận cái độ bốc máy, nó không có làm hết sức công lực thôi, với lại nó mau nhớt nó mau xuống cấp. Đúng rồi, xuống. Anh em xài nó sẽ mau đen lắm, anh em chừng đi chừng 2-3 chuyến là nó nhão ở đen thui thù lùi à. Thì chịu khó mấy con này á, thì kiểu dán mô tô 15 là đâu ta? Ở đâu ngoài Bắc á. Nhưng mà em này ở dưới Trảng Bơm à, kiểu như ở ngoài đó vô á. Đó, cho nên anh em lưu ý mấy cái vấn đề về bảo trì bảo dưỡng. Nói chung là bảo trì bảo dưỡng tốt thì mình đi tốt thôi. Giống như hôm bữa đất đỏ nó vô trong cây phuộc nè, mà nếu bà cứ để hoài mà không gặp mình tẩy là nó sẽ bị hư phuộc liền, nó xì dầu liền. Mà dơ thiệt, công nhận là nó dơ full xe luôn. Đất đỏ dơ full xe mà để lâu nữa là tẩy không ra luôn á. Nếu mà để 1-2 năm nữa là máy nó nóng lên, mọi thứ nó nóng lên thì đất nó ăn vô là tẩy không ra. Hôm nay là một con xe tẩy rất là cực, cũng cực, cũng là gian nan đó anh em. Nhưng mà cũng có những xe gian nan hơn xe này đó. Cái sơn này anh em lưu ý nha, nó chỉ được cái là nó sẽ chạy êm, nó ngon, nhưng mà anh em không bảo dưỡng là nó còn chết nữa nha. Tại sơn có phốt đó, anh em không bảo dưỡng không tốt là nó còn quải hơn là cái sơn kia nữa nha anh em nha. Nên thay cái này vô cho nó đi cho nó ngon. Rồi đó là những gì mà mình chia sẻ cho anh em. Nhiều anh em hỏi con CBR này phía sau, thì con này là mình bảo dưỡng cho khách nha. Con này mình làm cho khách chứ khách không có bán. Xe này xe kỷ niệm của khách. Nhiều anh em hỏi có bán con đó không? Không có nha anh em. Rồi ok anh em ha. Đó là những gì mình làm clip để mình chia sẻ cho anh em về cái chơi xe thôi. Nếu mà anh em cứ bỏ đi cà lăng cà lóc vậy là tới lúc làm mệt lắm. Ví dụ như em trai này mà cứ đi kiểu đó mà đi vậy hoài nha, nó sẽ hư rất là nhiều thứ. Bố nồi rồi hả, xì phuộc rồi dĩ xước rồi hư heo, hư đồ tùm lum. Đất nó đóng lâu năm á, nó hư. Mình đi phải chịu khó mình bảo trì bảo dưỡng nó là nó đi xe ngon hoài. Con này bây giờ đảm bảo em trai nó ra đi là sẽ khác luôn, khác nhiều. Cho nên mấy anh em mới tập chơi á thì mà mấy anh em mà vô những cái chỗ mà mấy anh em đòi thay đó, người ta khoái lắm. Tại vì thay có tiền mà anh em, còn vệ sinh có nhiêu đâu. Bây giờ mình bên mình vệ sinh heo rồi, bên mình tính giá là kiểu như có nhiều khi miễn phí cho anh em hết. Vệ sinh này nọ là miễn phí hết, đâu có tính gì đâu. Nhưng mà khi mà thay cái bố thắng vô là kiếm được ít rồi anh em đó. Nhưng mà tại vì mình thấy nó còn ngon thì thay tốn tiền anh em. Mặc dù biết anh em giàu đó, nhưng mà thôi, làm đúng cái trách nhiệm của mình thôi. Trách nhiệm của một người thợ. Rồi ok anh em ha, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả.
và đón chờ xem những cái clip mới từ Minh. Và anh em có những gì thắc mắc thì cứ liên hệ cho Minh thì Minh giải đáp cho, có gì đâu, nhưng mà phải thời gian rảnh nha, chứ đang làm mà anh em kêu giải đáp thì thời gian đâu mà giải đáp cho anh em đó. Rồi.